5 điểm nhấn Man City 3-2 Liverpool, đẳng cấp của De Bruyne và Haaland, chân gỗ Nunes. 1. Đẳng cấp Haaland. Sau khi được nghỉ ngơi 1 tháng, Erling Haaland đang cho thấy anh hoàn toàn sung mãn để có thể tiếp tục nối dài thành tích ghi bàn ấn tượng. Haaland lẽ ra đã có bàn thắng chỉ sau 30 giây bóng lăn sau một pha xử lý gọn gàng của Rodri. Đáng tiếc là nỗ lực lốp bóng của anh lại không đủ chính xác. Nhưng chỉ vài phút sau, Haaland đã đưa Man City vượt lên dẫn trước. Anh vượt qua được Joe Gomez và đưa bóng vào góc dưới bên trái để mở tỷ số trận đấu. Sau đó, tiền đạo này còn có thêm nhiều cơ hội, nhưng tiếc là không thể ghi thêm bàn thắng. 2. Chân gỗ Nunes. Phút thứ 2, cựu sao Benfica sút bóng thiếu chính xác ở pha dẫn bóng xâm nhập khu vực 16m50 Man City. Phút 41, Nunes có tình huống dứt điểm tệ khi anh sở hữu đủ thời gian quan sát và xử lý bóng trước khung thành Man City. Cơ hội ăn bàn hiện lên rõ hơn với Liverpool ở phút bù giờ đầu tiên hiệp 1. Tuy nhiên, một lần nữa Nunes chạm bóng quá nhẹ và bỏ lỡ thời cơ ghi bàn. 3. Hàng thủ mong manh. Man City và Liverpool đều không đưa ra sân những nhân tố tốt nhất ở mặt trận phòng ngự. Giữa âm World Cup 2022 ảnh hưởng lớn đến tình hình nhân sự đôi bên. Joe Gomez mắc lỗi theo kèm Haaland ở bàn thắng mở tỷ số của Man City. Việc lão tướng James Milner ra sân ở hiệp 1 càng khiến hàng thủ The Kop mong manh hơn. 4. Đẳng cấp gọi tên De Bruyne. Trái ngược với hình ảnh nhạt nhòa trong màu áo tuyển Bỉ, Kevin De Bruyne có màn trình diễn thượng hạng cùng Man City. De Bruyne là tác giả đường kiến tạo cho Haaland mở tỷ số trận đấu. Sang hiệp 2, De Bruyne hoàn tất cú đúp kiến tạo khi tung đường chuyền dọn cỗ cho Ake đánh đầu ấn định tỷ số 3-2 nghiêng về Man City. 5. Nhân tố trẻ đáng chờ đợi của Man City. Pep Guardiola đang sở hữu những viên ngọc quý sáng giá. Màn trình diễn của bộ đôi Cole Palmer và Rico Lewis cho Liverpool xứng đáng được khen ngợi. Lewis chứng minh anh đủ sức gánh vác vai trò hậu vệ phải Man City ở tương lai gần. Mang non 18 tuổi lên công về thủ nhịp nhàng và trở thành đối trọng thực sự với Andrew Robertson,